Hôm nay chúng mình sẽ chính thức lên đường những cây đàn organ Kodman K160 cuối cùng trong đợt nhập cống đàn điện. Bên cạnh đó là những cây piano điện B25 sau một tháng gây sốt bởi chất lượng hàng đầu phân khúc trong chuyến lên hàng về Biên Hòa tại chi nhánh 98 Bành Văn Chân ngay trong hôm nay nhé. Các bạn nhân viên đang tranh thủ phối hợp đồng bộ với sự giúp đỡ nhiệt tình của bác Tài nhanh chóng đưa những kiện đàn K160 cùng với đó là B25 lên xe vận chuyển về phục vụ khách hàng. Hãy điểm qua những điểm nổi bật trên hai model này nhé. B25 với màn hình chén gương cùng dải đèn LED ấn tượng 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn, mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ. Bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25 cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ với chip Sam 5704 đến từ Pháp, mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, chainspool, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth Audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Các bạn hãy đến với organ Kodman K160 nhé. Với thiết kế nhỏ gọn, khối lượng chỉ 3,8 kg, phù hợp với những không gian nhỏ, có thể sử dụng pin mà không cần kết nối nguồn điện, tiện lợi mang đi khắp nơi. Bản nâng cấp của Kodman K150 này trang bị 61 phím LED đầy ấn tượng bắt mắt, đem lại sự mới mẻ và hứng thú khi từng ngón tay chạm vào phím đàn. Tích hợp bên trong là cảm ứng lực nhấn. Chiếc đàn này còn có những chức năng phục vụ cho việc luyện tập như metronome đếm nhịp, double voice trộn tiếng, chainspool tăng giảm tông, hệt như sản phẩm tiền nhiệm của nó vậy. Đặc biệt hơn là tính năng Bluetooth Audio và MIDI chỉ có trên những sản phẩm cao cấp, giúp kết nối không dây với các thiết bị thông minh để học nhạc và cũng có thể biến cây đàn của bạn thành một chiếc loa di động. Bên cạnh đó, organ Kodman K160 còn có 80 bài hát demo, 300 tiếng nhạc cụ và 300 điệu, đa dạng phong phú cho tác phẩm của bạn trở nên sinh động và thú vị. Mặt sau của đàn sẽ bao gồm cổng nguồn USB Type-C, cổng sustain và cổng phone. Cùng với đó là chính sách bảo hành siêu hấp dẫn với cả hai model đều được 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Đặc biệt với B25, các bạn sẽ được bảo hành lên đến 2 năm, còn K160 sẽ là 12 tháng. Toàn bộ những thùng đàn và phụ kiện được đưa lên đầy đủ trong xe, tiếng động cơ nổ rền vang, bắt tài cùng xe bắt đầu lăn bánh. Với là buổi bàn giao số lượng lớn đàn Kodman đến với Biên Hòa đã thành công, và mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606. Hãy đến trải nghiệm những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhiều anh share sót nhiều nhau.